Cái con Skibidi toilet kia đứng im để cho ta lấy sữa coi. Skibidi VinMC đừng có chạy nữa. Ông ơi tỉnh dậy đi, tới giờ đi học về rồi kìa. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Sao giờ học đến giờ chứ? Vô mới rồi, hồi nãy tôi nằm mơ tôi biến thành con Skibidi toilet luôn á. Cái gì cơ, có thật không vậy? Mọi người có biết là trên tay của mình á đang cầm cái gì đây không? Đây nè, đây là anh Titan Cameraman được làm bằng gấu bông nha các bạn. Rất là dễ thương luôn. Đấy, anh ấy có cầm cái búa trên tay này nè các bạn. Đây, wow, ui, có cái tên lửa phản lực ở đằng sau luôn à. Và đây là anh Titan Spiderman này các bạn. Ok, quá đẹp luôn, đây là anh Titan TV Man. Thì hiện tại là mình đang quay trở lại với cái series huyền thoại trên kênh của mình á. Đó chính là lấy sữa của các nhân vật. Cách đây 1 năm rồi mà mình chưa ra tập mới. Thì hôm nay sẽ là tập 31 nha các bạn. Đó, nhưng mà hôm nay mình sẽ lấy sữa của Skibidi Toilet nha các bạn. Nếu mà các bạn đoán đúng á, ở trong cái tập sau á, mình sẽ lấy sữa của nhân vật nào tiếp theo á, thì mình sẽ tặng gấu bông cho 5 bạn bất kỳ nếu mà các bạn đoán đúng nha. Cách tham gia cực kỳ là đơn giản luôn. Chỉ cần các bạn đoán tên nhân vật. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nha. Các bạn có thể đoán là anh Titan TV Man nè, hoặc anh Titan Cameraman, hoặc là anh Titan Speakerman. Hãy bình luận thật là nhanh tay nha các bạn. Ai thực hiện nhanh nhất thì sẽ thành công nha. Và đặc biệt các bạn bấm like và đăng ký đầy đủ để đầy đủ cách thức tham gia nha các bạn. 26 số la chào anh em nha. Hôm nay các bạn nhìn cái con ở đằng sau lưng mình á, chắc là các bạn đoán là hôm nay mình sẽ lấy sữa của cái con gì rồi đúng không? Đó chính là con Skibidi Đập Đập Chết Chết. Skibidi Đập Kim Nem. Skibidi Bập 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 Chết Chết. Skibidi Bập Bập Kim Nem. Trời ơi, nó đuổi theo các bạn ơi. Oh my god, thiệt con kia nó bắn là dè nè các bạn. Ok, ngày hôm nay mình có thêm một cái người bạn đồng hành nữa, đó chính là xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vinh. Còn mình là robot đẹp trai. Ok, thì ngày hôm nay theo như là yêu cầu của rất là nhiều là bạn là muốn mình là lấy sữa của Skibidi Toilet ở trong cái tập lần này đúng không? Này, ui, vừa mới rồi ông dân làng ông đang hát cái bài gì nè? Wow, hình như là những cái người dân ở trong đây đã bị nhiễm Skibidi Toilet này các bạn. Xin chào, nghe nói là người đang cần sữa Skibidi Toilet đúng không? Ta có quen biết với nhà bác học dân làng ở gần đây. Ông ta đang giữ công thức chế tạo ra sữa Skibidi Toilet. Vị trí của ông ta và bản đồ ta có để ở trong gương, người hãy xem đi. Vậy là có bản đồ để đi tìm nhà bác học dân làng nha các bạn. Đi vô này, vô vô mất. Let's go, let's go. Rồi ở trong gương này nè, đây bản đồ tìm bác học dân làng để mình xem coi nha các bạn. Why? Ok, hình như là cái vị trí của nhà bác học á là được đánh dấu vào cái màu đỏ đỏ này nè các bạn. À, chắc là vậy á. Rồi đi đi với tôi này vô mất. Ok, vậy là mình sẽ phải đi lên núi. À, là cái chỗ này nè các bạn. Ok. À, mình đã tới rồi. Yeah. Vô mất ơi, xuống dưới đây nè. Ok. Ồ, mình đã tới vị trí rồi nè. À, đây là nhà bác học về dân làng này các bạn. Vậy là nhà bác học dân làng để cái rương ở đây. Đây, công thức bí mật. Rồi, ok, để mình coi nha. Để mà công thức chế tạo sữa Skibidi Toilet, đầu tiên là tìm 8 mảnh vỡ của Skibidi Toilet, rồi chế tạo thêm một cái xô múc sữa. Rồi chỉ cần tiêu diệt Skibidi Toilet, nó sẽ rơi ra cái mảnh vỡ. Chúc may mắn ký tên nhà bác học dân làng. Ok. Vậy là nhà bác học dân làng vừa đưa cho mình cái gì nè các bạn? Uầy, một cái kiếm Netherrack. Các bạn ơi, hình như là ở phía bên kia có một con Skibidi Toilet kìa. Ôi Vinh ơi, con Skibidi Toilet đó mạnh lắm. Tôi sẽ đưa cho ông hộp sữa để nạp năng lượng nha. Ok, hộp sữa vô mod. Ok luôn. Đây, và đi theo tôi này vô mod. Chúng ta rồi đi thôi.
mình sẽ cố gắng lấy sữa của Skibidi Toilet đây các bạn. Ok, giờ uống hộp sữa vô hết vào. Wow, một cái chép thật là vừa mở. Còn đó nguy hiểm lắm nha Vinh ơi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đánh đó. Mình uống hộp sữa vô hết vào, bây giờ là mình khá là mạnh nha. Trời ơi, tốc độ nó nhanh vậy. Trời ơi. Anh ơi, tiếp chưa? Ok. Trời ơi, sao con này nó nhanh quá các bạn ơi. Trời ơi, tốc độ. Yeah. Trời ơi, sao mày nó trâu quá các bạn ơi. Trời, mình đánh nó không chết. Ôi, nó chết rồi nè các bạn. Và vừa rồi nó vừa rơi ra cho mình, đó chính là mảnh vỡ của Skibidi Toilet. Đây, đây là công thức để mà mình có thể chế tạo ra được sữa của Skibidi đó các bạn. Ok, vậy là mình đã có đủ công thức để chế tạo ra cái món đồ đầu tiên, đó chính là cây kiếm Skibidi nha các bạn. Đây, mình sẽ để mấy cái mảnh vỡ của Skibidi vô đây thì mình sẽ chế tạo cho mình được cây kiếm Skibidi Skibidi đấy. Với cây kiếm Skibidi Toilet này mình sẽ được tăng thêm là sức mạnh là 5 và thêm 12 sức tấn công nữa các bạn. Vậy là cũng khá là mạnh rồi. Bây giờ là mình đã biết cách để mà đánh cái con Skibidi này cho nó dễ hơn là mình sẽ xuống dưới nước nha các bạn. Tại vì cái con toilet này nó đâu có biết bơi đâu. Đấy. Ok, nó đã chết rồi nè. Đó, mình đã được 6 cái rồi, mình còn thiếu 2 cái nữa thôi. Vinh và C ơi, hãy vô hang động để tìm Skibidi nào. Ok. Đó, không biết là trong hang động có không ta? Để tôi tìm thử xem. Ui, có nè các bạn. Đâu? Một con Skibidi lớn và một con Skibidi nhỏ. Yeah. Ui, zombie nè. Yeah, trời ơi, nó bị cháy rồi nè các bạn. Yeah. Ok, một con đã chết. Cái con này nhỏ mà nó chạy nhanh lắm các bạn. Trời ơi, con này nó không chết các bạn ơi, nó nhỏ mà nó có vỏ. Ok, nó chết rồi nè. Và hai cái mảnh vỡ còn lại đây rồi. Vậy là mình đã đủ 8 cái mảnh vỡ rồi nha. Bây giờ mình chỉ cần chế tạo cho mình một cái xô múc sữa đó thôi là được. Tiếp theo, để mà chế tạo ra được một cái xô, mình cần phải đi tìm xác nha các bạn. Đây, hiện tại là mình đã dưới hang động và đã tìm thấy xác rồi nha. Đào thôi. Để tôi đào tiếp không nghe Minh. Ok luôn. Rồi, mình sẽ bỏ xác vào, xong rồi mình sẽ bỏ gỗ vào để cho nó nung lên. Và chúng ta chờ đợi một xíu nha. Nó sẽ rất là mạnh rồi. Vậy là chúng ta có thể chế tạo cho mình một cái xô này các bạn. Đây, một cái xô. Xong rồi tiếp theo, mình sẽ để cái xô ở giữa. Xong rồi mình sẽ để 8 cái mảnh vỡ của Skibidi Toilet. Và như vậy là mình đã có thể chế tạo ra được sữa của Skibidi Toilet này các bạn thấy mặt của nó không? Nè, giờ mình sẽ lấy cho bạn coi nè. Uầy. Đây, cầm xuống cho các bạn coi nè. Ok luôn như vậy. Yeah. Và bây giờ mình sẽ lên mặt đất rồi mình sẽ uống sữa cho các bạn coi nha. Giờ chúng ta dọn lên thôi nè. Vinh ơi, ông hãy uống sữa Skibidi đi. Tôi đang rất chờ đợi. Ok, chờ đợi đúng không? Rồi chuẩn bị nha, trước khi mà mình uống sữa của Skibidi Toilet thì các bạn bấm like đầy đủ chưa? Trong vòng 5 giây nha, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi ok hết chưa rồi phải không? Rồi uống nè. Uầy. Để mình xem mình có cái gì có sự thay đổi hay không nha các bạn. Uầy. Mình có thêm một cái bộ giáp của Skibidi Toilet này các bạn. Ủa, tại sao mình đi chậm quá vậy? Cái áo của mình á, các bạn để ý không? Có một cái tấm hình của cái con Skibidi kìa các bạn. Và không hiểu sao mình đi rất là chậm luôn á. Ôi, mình bị dính hiệu ứng Skibidi Toilet cấp độ 6 luôn rồi. Vậy là mình phải đợi trong vòng 1 phút 48 giây nữa thôi là mình sẽ không còn bị đi chậm nữa nha các bạn. Tại vì cái con Skibidi này nó đâu có chân đâu đúng không? Ok, còn 4 giây nữa thôi là mình sẽ hết hiệu ứng nha các bạn. Hay, mình đã bị hết bay lơ lửng rồi nè. Giờ mình đã đi được bình thường rồi, vô mắt ơi. Yeah.
Các bạn ơi, mình vừa phát hiện ra thêm một cái siêu năng lực nữa. Đó chính là khi mà mình đã uống sữa xong là mình có thể dùng thịt để mà phối giống cho hai con này nha các bạn. Đây, mình sẽ cho nó ăn thịt, nó sẽ hiện ra trái tim đúng không? Và mình sẽ cho hai con này, đó. Ôi, nó vừa sinh ra thêm một cái con Skibidi nhỏ này nè các bạn. Và đặc biệt á, là nó sẽ không có tấn công mình luôn. Tại vì mình đã mặc cái bộ giáp này vào rồi. Ok, tiếp theo là mình sẽ hồi sinh ra thêm một cái con quy thờ nha các bạn. Để coi đây, khi mà mình mặc cái bộ giáp này vào, mình có thể trâu bò đến mức nào nha. Đây, rồi uống thêm cái hộp sữa Skibidi vô nha. Đấy, nhưng mà mình sẽ bị đi chậm một chút nha. Rồi để coi coi cái con quy thờ này tấn công mình, coi mình có bị chết không. Quỷ. Quỷ. Nó bắn mình không bị mất máu luôn nha các bạn. Wow. Đúng là bộ giáp này có siêu năng lực thật là mình ơi. Đúng rồi, có siêu năng lực gọi là trâu bò. Đó, bắn ngoài không chết mình luôn à. Thôi kệ đi, cho nó bắn đi, nó bắn tới tới Tết năm sau mình vẫn chưa chết đâu. Vô mắt ơi, bây giờ tôi với ông chuẩn bị đi đánh rồng chưa? Nhưng mà khoan ông ơi, để tôi đưa hộp sữa vô mắt cho ông để ông nạp năng lượng nha. Ok. Ok, uống đi. Rồi, vô thôi. Giờ chúng ta đi vô luôn nè. 1, 2, 3. Ồ, rồi giờ tôi đặt block cho ông lên nè. Ok. Đã. Leo lên. Đó. Rồi, leo lên. Rồi, vô thôi. Ui, vô bác ơi, cái con rồng này sao nó có màu trắng vậy? Ui, con đây là con rồng Skibidi hả trời? Đâu? Nè. Wow. What? Con rồng Skibidi tôi đét đó kìa các bạn. Thôi kệ luôn, dù nó Skibidi giờ mình cũng bắn hết. Ok, bây giờ là mình sẽ uống hộp sữa vô mết để nạp năng lượng nha các bạn. Wow, một cảm giác thật là vô mết. Wow, nó đáp xuống rồi kìa, vô mết ơi, đánh nó. Yeah. Này thì con rồng Skibidi đi rồng nè, đánh nè. Yeah. Ok. Wow, các bạn ơi, mấy cái con rồng này nó triệu hồi nhiều cái con Skibidi toilet quá, phải làm sao đây, vô mết. Ui ôi, có nè. Ôi, quá trời vậy. Mình phải cố gắng tiêu diệt con rồng này. Ôi, nó đã xuống rồi, rồi chúng ta chỉ cần dùng kiếm đánh nó thôi. Yeah. Cuối cùng chúng ta đã tiêu diệt được con rồng Skibidi. Wow. Ôi, sau khi mà mình đã tiêu diệt cái con rồng xong là mấy cái con Skibidi toilet nó cũng chết hết luôn rồi nè các bạn. Ok, đố các bạn ở trong tập sau mình sẽ lấy sữa nhân vật nào tiếp theo đây. Hãy bình luận nhanh tay nha. Nếu mà các bạn đúng đúng á thì mình sẽ ngẫu nhiên tặng gấu bông mấy anh Titan này luôn. Đây, đó. Ok. Cái quan trọng nhất á là các bạn phải bình luận nhanh tay mới được đó nha. Nếu mà chậm á thì nó sẽ không đủ. Ok. Và các bạn xem xong video này nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Ơi, anh Titan TV Man dễ thương quá các bạn. Ok, bây giờ bấm like nha. Bây giờ tạm biệt các bạn và bye bye mọi người. Và chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người tập sau nha. Đúng rồi, bây giờ bye bye mọi người.